Lan bình thường thôi mà chị, có gì đâu mà đẹp. Khoe đâu, chị thích cây nào thì chị cứ chấm thôi, em chơi trong tay em tách cho. Đợt này đang rét thì chưa tách được, nhưng mà thích cây nào thì cứ bảo. Nhà không có gì ngoài lan. Chị Thúy nhỉ? Cứ thích cây nào em cho luôn. Đang chán, chán chơi rồi. Sao ngứa mắt? Mình thích thì mình quay thôi. Có ai cấm đâu nhỉ? Quyền tự do mà.